Ghẹ Hàm Ninh từ lâu đã được biết đến là đặc sản nức tiếng tươi ngon của Phú Quốc, làm siêu lòng biết bao thực khách đã từng đặt chân đến vùng đất này. Chưa kể đến nấm tràm, loại nấm mọc lên từ những đống lá tràm mục sau mưa. Chắc hẳn lẩu chả ghẹ Hàm Ninh với nấm tràm sẽ là món ăn khiến cả hai đội chơi phải cồn cào bụng dạ. Trước tiên, hãy luộc ghẹ và mực tỉa hoa chung với ít hành tím và sả cho thêm phần ngọt thơm. Ghẹ chín thì tách lấy thịt để làm chả. Trộn đều giò sống, thịt ghẹ, tiêu xanh, thêm hành tỏi và một ít ngò rí vào. Trộn thật đều tay để chả dai mịn. Một phần chả sẽ được vo viên để nấu cùng nước dùng, phần còn lại sẽ nhồi vào hoa mực. Cho chả ghẹ, nấm tràm vào nồi nước dùng, chờ cho đến khi lẩu sôi lại là ăn được rồi. Húp một chút nước lẩu, đầu tiên bạn sẽ bất ngờ bởi vị đằng đắng của nấm tràm. Tiếp đó cắn ngập răng viên chả ghẹ thơm ngọt. Tất cả hòa quyện làm nên một món ăn còn trên cả tuyệt vời.